Trực tiếp bóng đá Maroc vs Croatia bảng F World Cup 2022. Trực tiếp bóng đá Maroc, Morocco vs Croatia trong khuôn khổ bảng F World Cup 2022 từ 17 giờ hôm nay ngày 23 tháng 11. Mời các bạn chú ý đón xem. Trực tiếp bóng đá Maroc vs Croatia. Tình hình lực lượng: Maroc, Sabri, Ezan Juli không thể góp mặt do chấn thương. Croatia có lực lượng tối ưu. Đội hình dự kiến: Maroc, Unu, Hakimi, Seis, Ögödür, Mazao, Amrabat, Unahi, Amala, Buffo, Zizek, En-Nesyri. Croatia: Livakovic, Sosa, Vadio, Sotalo, Juranovic, Kavacic, Brozovic, Modric, Perisic, Livaza, Vazasic. Nhận định trước trận: Maroc vs Croatia là trận đấu mở màn bảng F World Cup 2022 và có tính chất quan trọng đối với cơ hội giành quyền đi tiếp của hai đội bóng. Ở một bảng đấu mà một trong hai tấm vé đi tiếp khó thoát khỏi tay đội tuyển Bỉ, Maroc và Croatia được đánh giá là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp suốt còn lại. Croatia là đương kim á quân World Cup. Đội bóng do huấn luyện viên Zlatko Dalic dẫn dắt đang xếp hạng 12 thế giới. Họ không còn ở thời đỉnh cao như cách đây 4 năm, nhưng vẫn là một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu. Điều quan trọng là hạt nhân trong lối chơi của Croatia là một ngôi sao dường như không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, Luka Modric. Ở tuổi 37, Luka Modric ra sân đủ 13 trận cho Real Madrid ở mùa giải này, trong đó có 11 lần đá chính. Anh không còn đủ thể lực để chơi trọn vẹn các trận đấu, nhưng vai trò và tầm ảnh hưởng mỗi khi cầu thủ này góp mặt trên sân không thay đổi so với thời đỉnh cao. Croatia bước vào World Cup 2022 với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý, á quân World Cup 2018 đánh bại đội tuyển Pháp ngay trên sân khách với pha lập công duy nhất của Luka Modric từ chấm phạt đền. Nhìn chung, cuộc trẻ hóa của đội tuyển Croatia vẫn diễn ra thuận lợi, đủ để có một hệ thống tốt xoay quanh nhạc trưởng Modric. Maroc cũng có cơ sở để tự tin trước trận ra quân. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội bóng châu Phi kém Croatia tới 10 bậc. Tuy nhiên, ở nhóm đầu bảng xếp hạng, sự chênh lệch trình độ ở một khoảng cách như vậy sẽ không đáng kể. Maroc chưa từng vượt qua vòng bảng World Cup kể từ năm 1986. Giải đấu cách đây 4 năm là lần trở lại của đội bóng này sau 4 kỳ liên tiếp vắng mặt. Dẫu vậy, màn trình diễn của đội bóng châu Phi tại Nga là không tồi chút nào khi họ khiến cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha phải chật vật. Trải nghiệm cách đây 4 năm là bước làm quen của Hakim Ziyech và các đồng đội. Bước vào World Cup 2022, họ sẵn sàng gây ra những bất ngờ dù bảng đấu lần này với sự góp mặt của Bỉ và Croatia. Canada cũng khó không kém ở World Cup 2018. Dự đoán: Maroc 1-1 Croatia. 0-5. Trực tiếp bóng đá Maroc vs Croatia. Tình hình lực lượng: Maroc, Sabri, Ezan Juli không thể góp mặt do chấn thương. Croatia có lực lượng tối ưu. Đội hình dự kiến: Maroc, Unu, Hakimi, Seis, Ögödür, Mazao, Amrabat, Unahi, Amala, Buffo, Zizek, En-Nesyri. Croatia: Livakovic, Sosa, Vadio, Sotalo, Juranovic, Kavacic, Brozovic, Modric, Perisic, Livaza, Vazasic. Nhận định trước trận: Maroc vs Croatia là trận đấu mở màn bảng F World Cup 2022 và có tính chất quan trọng đối với cơ hội giành quyền đi tiếp của hai đội bóng. Ở một bảng đấu mà một trong hai tấm vé đi tiếp khó thoát khỏi tay đội tuyển Bỉ, Maroc và Croatia được đánh giá là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp suốt còn lại. Croatia là đương kim á quân World Cup. Đội bóng do huấn luyện viên Zlatko Dalic dẫn dắt đang xếp hạng 12 thế giới. Họ không còn ở thời đỉnh cao như cách đây 4 năm, nhưng vẫn là một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu. Điều quan trọng là hạt nhân trong lối chơi của Croatia là một ngôi sao dường như không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, Luka Modric. Ở tuổi 37, Luka Modric ra sân đủ 13 trận cho Real Madrid ở mùa giải này, trong đó có 11 lần đá chính. Anh không còn đủ thể lực để chơi trọn vẹn các trận đấu, nhưng vai trò và tầm ảnh hưởng mỗi khi cầu thủ này góp mặt trên sân không thay đổi so với thời đỉnh cao. Croatia bước vào World Cup 2022 với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý, á quân World Cup 2018 đánh bại đội tuyển Pháp ngay trên sân khách với pha lập công duy nhất của Luka Modric từ chấm phạt đền. Nhìn chung, cuộc trẻ hóa của đội tuyển Croatia vẫn diễn ra thuận lợi, đủ để có một hệ thống tốt xoay quanh nhạc trưởng Modric. Maroc cũng có cơ sở để tự tin trước trận ra quân. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội bóng châu Phi kém Croatia tới 10 bậc. Tuy nhiên, ở nhóm đầu bảng xếp hạng, sự chênh lệch trình độ ở một khoảng cách như vậy sẽ không đáng kể. Maroc chưa từng vượt qua vòng bảng World Cup kể từ năm 1986. Giải đấu cách đây 4 năm là lần trở lại của đội bóng này sau 4 kỳ liên tiếp vắng mặt. Dẫu vậy, màn trình diễn của đội bóng châu Phi tại Nga là không tồi chút nào khi họ khiến cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha phải chật vật. Trải nghiệm cách đây 4 năm là bước làm quen của Hakim Ziyech và các đồng đội. Bước vào World Cup 2022,
họ sẵn sàng gây ra những bất ngờ dù bảng đấu lượt này với sự góp mặt của Bỉ và Croatia. Canada cũng khó không kém ở World Cup 2018. Phân tích soi kèo Morocco và Croatia cùng chuyên gia bóng đá. Interdochi, 17h00 ngày 23 tháng 11, đội Morocco gặp Croatia trong khuôn khổ bảng F World Cup 2022 trên sân Anfield. Cán cân thị trường trước giờ bóng lăn bất ngờ lại nghiêng trở lại Morocco. Chuyên gia soi kèo Morocco và Croatia. Cây viết thể thao các cô săn vinh của chúng tôi sau khi dạo một vòng các trang bóng đá châu Âu đã đưa ra những bình luận soi kèo Morocco vs Croatia ngược với dự đoán của nhiều người. Quả trường sư tử Atlas cầm. Đội tuyển Morocco đã từng tham dự 5 lần World Cup vào các năm 1970, 1986, 1994, 1998 và 2018. Năm 2018, Morocco trở lại với vòng chung kết World Cup sau 20 năm chờ đợi. Tuy nhiên, trong lần trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ấy, họ đã phải rời nước Nga với thất bại ê chề. Bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích chỉ giành được đúng một điểm sau 3 trận, sư tử Atlas im hơi lặng tiếng. Tại Qatar 2022, Morocco tiếp tục phải đối mặt với thách thức lớn khi rơi vào bảng F, chạm trán đương kim Á quân Croatia cùng Bỉ. Đội bóng đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA và một Canada, đứng thứ 42, trẻ trung, giàu sức sống được cho là ẩn số thú vị. Trên bảng xếp hạng FIFA, Morocco đang xếp ở vị trí thứ 20 còn Croatia là thứ 12. Những thông tin cho thấy Croatia khoảng cách giữa hai đội là không đáng kể. Đây là lần thứ 2 hai đội gặp nhau trong lịch sử, lần đầu ở giải giao hữu năm 1996. Morocco và Croatia hòa nhau 2-2 nên thông tin về nhau không có nhiều. Trong 4 năm qua, khi lần thứ 6 dự World Cup, huấn luyện viên Rebrahui của đội tuyển Morocco đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều. Ông thầy 47 tuổi sinh ra ở Pháp đã chọn đội hình Morocco gồm nhiều ngôi sao đang có phong độ cao, đã khẳng định được đẳng cấp ở các giải đấu hàng đầu tại châu Âu như Hakim Ziyech, Chelsea, Sofian Amrabat, Fiorentina, Achraf Hakimi, PSG, Nelson Mazal, Bayern Munich. Vị trí 20 cũng chính là vị trí xếp hạng cao nhất trong lịch sử theo đánh giá của FIFA dành cho Morocco. Việc 20 trận gần đây tính trên mọi đấu trường Morocco bất bại, trong đó 19 lần với 13 chiến thắng và 6 trận hòa, nên họ càng tự tin vào khả năng kiếm điểm khi đối đầu những ông già Croatia. Các ông già gần Croatia. Trong khi đó phía đối diện, huấn luyện viên Zlatko Dalic của đội Croatia vẫn đang dựa nhiều vào hơi thở của những lão tướng như Luka Modric, Vidic, Perisic có phong độ điểm rơi cách đây 4 năm cho thấy các nhà cái có lý. Các ông già gần Croatia vẫn có những đường bóng ảo diệu trong sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công. Nhưng làm thế nào để duy trì thể lực khi đối đầu với các cầu thủ châu Phi là điều khó khăn. Nên dù trong 5 trận đấu gần đây nhất họ thắng 4, chỉ chịu thua duy nhất đương kim vô địch Pháp 0-1. Vì thế tuy thắng các đối thủ Đan Mạch 2 trận, Áo, Ả Rập Saudi nhưng Á quân Croatia vẫn không được đánh giá quá cao. Minh chứng thể hiện qua việc sáng nay nhà cái điều chỉnh điểm ăn cửa Morocco 1-2 trên theo hướng giảm, ngược lại là xu hướng tăng điểm cửa Croatia 1-2 trên. Đến thời điểm tối ngày 21 tháng 11, kèo chính 0-1-2 và kèo phụ 0-1-4 ở trận đấu này đã có thể đổi chỗ cho nhau. Chính vì thế, các kèo trận đấu này khá thận trọng, bắt Croatia cũng chỉ dám chấp 1-2 trên, các chuyên gia bóng đá châu Âu. Chưa thấy được sự vượt trội của đội bóng đã vào chung kết World Cup 2018 trước một Morocco còn nhiều kinh nghiệm. Đáng chú ý, cán cân thị trường trước giờ bóng lăn đang nghiêng rõ về phía Morocco, sư tử Atlas, cùng nhau soi kèo Morocco và Croatia. Dự kiến đội hình Morocco và Croatia, thành tích đối đầu Morocco và Croatia. Giao hữu năm 1996, Morocco và Croatia hòa nhau 2-2. Phong độ Morocco và Croatia. Lực lượng Morocco và Croatia. Morocco, Abdelhamid Sabiri và Abdelsamad Ezzanzouli chấn thương. Croatia, không có sự thiếu vắng đáng tiếc nào. Harry Sauter bỏ ngỏ khả năng ra sân. Tỷ lệ kèo Morocco và Croatia. Dự đoán của chuyên gia Katko Sanvinh. Tỷ số, hòa không gạch ngang không. Lời khuyên, chọn Morocco 1-2 trên hoặc 1-4 trên cả trận. Mèo tiên tri và vẹt vô nhộn dự đoán kết quả trận Maroc và Croatia. Vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng 11, đội Maroc sẽ gặp Croatia trong khuôn khổ bảng F World Cup 2022 trên sân Anfield. Bảng F World Cup 2022 gồm Á quân Croatia, Bỉ cùng với Canada và Maroc. Trong đó, Canada lần đầu góp mặt trở lại ở giải đấu lớn nhất hành tinh kể từ năm 1986. Tại trận đấu lúc 17 giờ chiều nay, các nhà Á quân World Cup sẽ có trận đấu được dự báo nhiều khó khăn trước đại diện đến từ châu Phi, đội tuyển Maroc. Đây lần thứ hai liên tiếp Maroc được góp mặt tại vòng chung kết World Cup nhờ vào thế hệ vàng những cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu. Một nửa danh sách mà huấn luyện viên Walid Regragui mang đến Qatar hiện đang thi đấu cho các câu lạc bộ thuộc năm giải vô địch quốc gia mạnh nhất lục địa già. Với những gương mặt Hakim Ziyech, Nelson Mazal, Achraf Hakimi, Youssef El-Nesyri, Maroc đang mơ cạnh tranh vé vào vòng mùng 1 tháng 8.
Trong lịch sử 4 lần tham dự World Cup, Maroc chỉ một lần duy nhất vượt qua vòng bảng. Tham vọng bước vào giai đoạn knock-out của Maroc tại Qatar gặp thử thách lớn khi phải đối đầu Croatia trong trận ra quân. Croatia đang có phong độ rất tốt khi đánh bại Ả Rập Saudi trong trận giao hữu cuối cùng, mặc dù huấn luyện viên Zlatko Dalic cho nghỉ hàng loạt trụ cột. Nhan cầu thủ chủ chốt gồm Ivan Perisic, Luka Modric và Mateo Kovacic đều trở lại đội hình xuất phát và giống như World Cup 2018. Thủ lĩnh lối chơi và tinh thần của Croatia là Luka Modric. Mặc dù đã 37 tuổi, Modric vẫn đang thi đấu ấn tượng. Đội trưởng Croatia có giai đoạn đầu mùa giải nổi bật cùng Real Madrid. Đối đầu với một Maroc nổi loạn, kinh nghiệm của Maroc là chìa khóa để Croatia tìm kiếm 3 điểm. Những người hâm mộ đội tuyển Croatia đang chờ đợi 3 điểm đầu tiên khi họ chỉ phải gặp đại diện đến từ châu Phi. Trong khi đó, những người hâm mộ bóng đá châu Phi sẽ cổ vũ hết mình cho đại diện lớn của châu lục là Maroc. Transport mô đặt cửa thắng cho Croatia với nhận định, bất chấp chất lượng đội hình, Maroc phần nào là một ẩn số và Croatia không được phép tự mãn. Chúng tôi chờ đợi một cuộc chạm trán thú vị và đặt niềm tin vào một Croatia có chất lượng tốt hơn ở cả công lẫn thủ. Dự đoán, Maroc 1-3 Croatia. Trong khi đó, chuyên gia BBC Sport, Chris Sutton dự đoán, Maroc không may bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018. Họ chơi thứ bóng đá cởi mở, bao quát và tôi nghĩ rằng Maroc nên tiếp tục như thế. Điều này có thể tạo ra điều gì đó trước một Croatia hòa trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Tôi vẫn chưa biết chắc mình mong đợi gì từ Croatia. Dự đoán trận này, Maroc 1-1 Croatia. Trước trận đấu hôm nay, nhà tiên tri động vật chú mèo Cas và chim vẹp cũng đã dự đoán với chiến thắng thuộc về đội tuyển Croatia. Mèo tiên tri Cas từng dự đoán chính xác nhiều trận đấu tại các giải đấu lớn như Euro 2016, World Cup 2018. Đội hình dự kiến, Maroc, Bono, Hakimi, Seis, Agustin Mayao, Unahi, Amrabat, Amala, Zizic, Enesiri, Buffo, Croatia, Livakovic, Tenisic, Lefferen, Kadio, Barisic, Modric, Brozovic, Kabasic, Vazasic, Pekovic, Perisic, Kut, mèo tiên tri và vẹt vui nhộn dự đoán kết quả trận Maroc và Croatia.